Xin chào xin chào. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là cái lỗ? Comment ngay một cái lỗ mà bạn cảm thấy vi diệu nhất đi nào. Thế kỷ 22 sẽ giới thiệu cho các bạn một cái lỗ mà ta nói là thần kỳ luôn, giữ nguyên trạng thái của everything mấy chục năm không đổi, trung chuyển từ nơi này sang nơi khác. Vâng, đó chính là lỗ hổng thời gian đó các bạn. Người phụ nữ tắm biển 18 tháng mà vẫn còn nguyên hiện trạng. Hai nhân vật của tàu Titanic, ta nói mấy chục năm vẫn còn trẻ măng. Chân chơi gì nữa, cùng thế kỷ 22 điểm qua ngay và luôn nha. Những sự việc ly kỳ về lỗ hổng thời gian. Biển sóng cuốn mất tích 18 tháng và xuất hiện bất ngờ. Để gió cuốn đi và sóng cuốn bay luôn nha các bạn. Đây là cái kết đắng mà không lường trước được của một bà thím người Indo đó các bạn. Thím này là nhân vật gần đây nhất được nghi là bơi nhầm vào lỗ hổng thời gian nha. Truyền thông Indonesia xôn xao với tin tức kỳ lạ về người phụ nữ này. Cô này được tuyên bố là mất tích gần 2 năm trước sau khi bị sóng lớn cuốn trôi. Số là bà Nini Sunasi là 52 tuổi rồi. Bà đang tắm biển ở bãi biển Sebatas ở phía tây Java, Indonesia thì bị sóng mạnh cuốn trôi ra biển đó các bạn. Chu miên à. Vào thời điểm đó, mấy anh chị đi tắm biển cho biết họ thấy cái tiếng người phụ nữ này la hét dữ dội luôn, vẫy tay kêu cứu quá trời, nhưng mà không có ai cứu cô này kịp hết. Sau đó nhiều lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cũng đã vào cuộc lặn ngụp các kiểu, nhưng mà cũng không có tìm ra cô này các bạn. Xong tới chỗ này mới là tâm linh nè. Sau một thời gian biệt tâm biệt tích, gia đình cô này dường như bỏ cuộc rồi thì định mệnh lại ập tới. Vào thời điểm đầu tháng 7, người chú của Nini đã mơ một giấc mơ thấy cô này tại một bờ biển ở gần nơi mà bà bị gặp tai nạn. Ban đầu cứ nghĩ là tình cờ, nhưng mà sau đó giấc mơ này cứ tái diễn liên tục khiến cho gia đình của Nini phải đi tìm kiếm thử. Họ tìm kiếm quần quật ngày đêm, khoảng đến 4 giờ sáng, họ không ngờ là tìm thấy bà Nini trong trạng thái là bất tỉnh, toàn thân đầy cát luôn. Kỳ lạ ở chỗ là bà Nini mặc bộ quần áo giống khi bà mất tích, bao gồm một chiếc váy màu vàng nè, có họa tiết hoa với một chiếc quần đen. Các chi tiết bí ẩn và đáng ngờ của câu chuyện kỳ lạ này vẫn chưa được giải thích rõ sau 4 năm luôn các bạn. Ngoài lỗ hổng thời gian ra thì còn gì nữa đúng không mấy fan? Sự trở về của Wendy Kate. And I will always love you. Ai? Có ai chưa coi phim Titanic không? Mình hỏi là hỏi vậy thôi, chứ không có Jack and Rose gì ở đây đâu nghe mọi người. Số là nhân vật kế tiếp du hành lỗ thời gian chính là một du khách trên tàu Titanic đó các bạn. Ngày 24 tháng 9 năm 1990, con tàu Volkswagen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Carl đã đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi các bạn. Qua kính viễn vọng, ông này nhìn rõ thấy một người phụ nữ đang vẫy tay ra hiệu "Help me, help me". Người phụ nữ này mặc trang phục Whistler tộc Anh thời đầu thế kỷ 20. Toàn thân bà này ướt sũng và rét run cầm cập luôn. Khi được cứu lên tàu, người phụ nữ này trả lời mấy câu hỏi của thủy thủ khiến ai cũng rét run. Cô này nói là cô tên là Wendy Kate, 29 tuổi, là một hành khách trên con tàu Titanic. Nghe câu trả lời đó xong, mọi người đứng hình liền, dừng khoảng chừng là 20 giây luôn. Không lẽ nhỏ này nó sốt cao, nó nhảm ta? Thuyền trưởng xét. Kate đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thì sức khỏe cô này hoàn toàn bình thường. Các xét nghiệm về máu, tóc cho thấy cô khoảng chừng có 30 tuổi thôi. Vậy là Aigu đứng hình thêm 5 giây nữa. Chẳng lẽ Kate từ năm 1912 đến nay trải qua 80 năm mà không hề già đi chút nào? Thẩm tra đối chiếu bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy y xì những gì mà Kate đang nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra y chang. Sự trở về của thuyền trưởng Smith. Ngày 9 tháng 8 năm 1991, một tổ khảo sát khoa học Hải Dương trong khi đang khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách một núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Lúc đó người đàn ông này đang ngồi bình thản bên bờ biển. Ông này mặc bộ quần áo màu trắng, đang ngồi trầm ngâm hút thuốc các bạn. Không có ai tin luôn, đây lại là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic. Nhà hải dương học nổi tiếng tiến sĩ McQueen Ireland sau đó đã cứu được ông Smith và đã phát biểu trước báo chí. Thiệt sự không có tin được là cái chuyện lạ đời như vậy lại có thật. Nhưng mà người đàn ông này không thể nào là lừa đảo. Ông này đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng cùng với con tàu chìm xuống biển, ông McQueen said. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay cũng đã 140 tuổi, nhưng trên thực tế ông chỉ mới là người đàn ông 60 tuổi thôi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định hôm đó là ngày 15 tháng 9 năm 1912 luôn các bạn.
Sau khi được cứu, ông Smith đã được đưa tới viện tâm thần Oslo, Na Uy luôn, nhưng mà người ta lại trả ông về bởi vì ông này không có bệnh. Ngày 18 tháng 9 năm 1991, người ta khẳng định người được cứu đích thị là thuyền trưởng Smith vì vân tay các kiểu là y chang luôn các bạn. Câu chuyện này sau đó được link với câu chuyện của Wendy Kay, rồi chuyên gia cũng phân tích với nhau. Một số cơ quan hải dương Âu Mỹ đã cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào hiện tượng mất tích rồi tái hiện xuyên thời gian đó các bạn. Theo đó, một số chuyên gia phán đoán không chừng trên biển vẫn còn một số hành khách tàu Titanic sống sót đang chờ đợi được giải cứu. Tại lịch sử cũng có nhiều vụ như vậy rồi các bạn. Bí ẩn thiệt, bí ẩn thiệt. 25 lính hải quân Mỹ. Ngồi xuống đi, mình kể chuyện xưa cho nghe. Theo hồ sơ của Bộ Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương, thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai đó các bạn, chiến hạm Indianapolis của Mỹ đã bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Lúc đó, Hải quân Mỹ đã thu được tín hiệu SOS của 25 binh lính và sĩ quan. Nhưng mà sau nhiều lần tìm kiếm, 25 quân nhân kia vẫn bật vô âm tính luôn. Cuối cùng, nhà chức trách đành phải tuyên bố họ đã mất tích. Nhưng một ngày tháng 7 năm 1991, một đội đánh cá của Philippines đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu sinh. Trên thuyền có 25 binh lính. Mấy anh lính này lúc đó nhìn sợ hãi hoảng loạn lắm các bạn. Phát hiện này làm cho các nhà chức trách Mỹ đã vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn là các chiến hạm Indianapolis đã bị đánh chìm từ năm 1945 và rồi tới tận 46 năm sau người ta mới thấy nó lại. Mấy anh này không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu cả tóc cũng không dài thêm chút nào luôn các bạn. 25 người một mực khẳng định là họ chỉ lên đên trên biển một ngày đêm thôi. 46 năm tương đương với một ngày. Điều gì xảy ra vậy ta? Còn gì nữa, lỗ hổng thời gian. Máy bay trở về sau 35 năm mất tích. Ngày 9 tháng 9 năm 1990, trung tâm điều khiển của sân bay Caracas, Venezuela đã phát hiện tín hiệu phát ra từ một chiếc máy bay. Truy cứu lịch bay, nhân viên không lưu không tìm thấy thông tin gì về chiếc máy bay này hết các bạn. Sau khi hạ cánh, 6 phi công cùng 50 hành khách đã lần lượt bước xuống. Tất cả cuốn vé của những người này đều ghi rõ dòng chữ là khởi hành lúc 6 giờ 50 sáng ngày 2 tháng 6 năm 1955. 35 năm mất tích trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Chuyến bay 914 này gặp chuyện tâm linh gì vậy? Hành khách sau đó đã về đoàn tụ với gia đình, nhưng theo các tờ báo thời ấy đã tường thuật lại, người thân của họ đã đều già cả hoặc là đã qua đời rồi. Trong khi đó, những người có mặt trên chuyến bay này hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Họ cảm giác như là mình chỉ bay qua được 2 tiếng thôi. Theo các chuyên gia về khoa học siêu hình, con người chúng ta sống trong không gian 3 chiều, chiều thứ 4 là chiều thời gian. Nếu mà lọt vào chiều không gian thứ 4 thì 100 năm cũng tương tự là 1 giây thôi các bạn. Điều này có thể lý giải vì sao mà khi mà lơ lửng trong không trung suốt 35 năm mà những hành khách này không hề thay đổi bề ngoài xíu nào. Cà phê vẫn nóng sau 48 năm. Năm 1985, tại vùng đầm lầy trong khu rừng rậm New Guinea, người ta phát hiện thấy một cái máy bay chở khách hai động cơ đã mất tích trước đó gần nửa thế kỷ. Dù đã bị mất tích gần 48 năm, nhưng mà chiếc máy bay này vẫn còn y xì. Từ nhãn hiệu đến lớp sơn vẫn còn sáng bóng. Vỏ máy bay không hề trầy xước hay là rỉ sét gì nha các bạn. Khó tin hơn là trong khoang máy bay không thấy người nào dù là sống hay là chết. Nhưng có điểm này nè các bạn. Trong máy bay, cốc cà phê còn nóng, mẫu thuốc lá dạng dở nha. Ta nói mấy tờ báo ghi rõ ngày xuất bản là Chủ nhật thứ 3 của tháng 1 năm 1937 vẫn chưa ngả màu vàng, cứ như là có người vừa ngồi đó luôn các bạn. Trong một chiếc gạt tàn có để một vỏ bao thuốc lá thơm. Loại thuốc lá này lưu hành vào những năm 1930, nhưng vào thời chiến tranh thế giới thứ hai đã ngừng sản xuất rồi nha. Ngoài ra, cà phê giữ trong bình vẫn còn ấm và còn nguyên mùi vị. Tất cả những điều đó đã khiến cho nhân viên điều tra phải sởn tóc gáy. Phía quân đội cũng đã cử người đến điều tra, nhưng mà vẫn không thể nào lý giải được những điều kỳ lạ này. Chỉ biết đây là chiếc máy bay dân dụng có cánh từ Manila, Philippines đến Trung Quốc năm 1937. Trước khi điểm qua top những câu chuyện ly kỳ về lỗ hổng thời gian, các bạn cảm thấy ấn tượng với câu chuyện nào nhất? Comment ngay bên dưới cho Thế Kỷ 22 biết với nhà. Và đừng có quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!